Nhiều cư dân tại chung cư Estrex quận 3 thành phố Hồ Chí Minh bức xúc với cách quản lý quỹ bảo trì tại chung cư mình đang sinh sống. Từ khi nhận tới bây giờ đã là 6 tháng hơn rồi nhưng mà không công khai tài chính, mà chung cư này là lấy thu bù chi, còn rất là nhiều các khoản thu khác. Về nguyên tắc là hàng tháng anh phải tổng hợp là thu được bao nhiêu tiền, chi bao nhiêu tiền, thừa thì bù vào tháng sau, thiếu thì thiếu bao nhiêu, chia cho bao nhiêu căn hộ. Theo quy định, ban quản trị do người dân chung cư bầu lên và ban này sẽ đấu thầu chọn ban quản lý có trách nhiệm để vận hành nhà chung cư. Nhưng một khi việc chọn ban quản lý không đúng quy định thì sẽ ảnh hưởng đến hoạt động chung cư, bao gồm quản lý quỹ bảo trì. Khi mà ban quản trị tại thời điểm đó được công nhận thì vẫn có một cái ban quản trị, ban quản lý. Thì ban quản lý đó là ban quản trị mới được công nhận cái là tự thay đổi, đưa một cái ban quản lý mới vào và không thông qua hội nghị nhà chung cư. Thì cái điều này nó sai với lại cái nghị định 139 của chính phủ là không qua đấu thầu. Thì dẫn đến cái việc là người ta cũng hoạt động sai luôn. Cái điều sai thứ ba nữa là tất cả những cái chi hiện nay của ban quản trị không công khai, không thông báo cho cư dân biết. Trưởng ban quản trị có trả lời cô như này, cái ban quản lý này là chỉ thuê tạm trong một năm thôi. Đó, có nghĩa là trong một năm thôi rồi nó thay. Thế là biết cũng không có điều chỉnh những cái sự lộn xộn mà bà con thắc mắc. Thế thì tụi cô phải chịu đựng một năm thì làm sao tụi cô sống nổi. Công khai, minh bạch là nguyên tắc cốt lõi trong việc quản lý và sử dụng các khoản quỹ chung tại chung cư. Vì quỹ bảo trì thường có giá trị lớn nên ở nhiều chung cư, ban quản trị dù mang tiếng là do được dân cư chung cư bầu lên, nhưng nếu có những cá nhân không vì cái chung, mập mờ quản lý quỹ thì việc cần làm ngay là yêu cầu giải trình hoặc bầu ngay ban quản trị mới để giải tỏa bức xúc này. Cái phòng vui chơi trẻ em này chủ đầu tư.